ước mơ của bạn trong tựa game Minecraft là gì? Đối với mình, tựa game Minecraft là nơi có thể thực hiện được tất cả những công trình xây dựng mà bạn mơ ước. Và đây chính là những công trình nổi tiếng của Việt Nam đã thực sự được xây dựng bên trong tựa game Minecraft. Hãy cùng đi xem với mình nha. Và công trình đầu tiên của chúng ta đó chính là cầu vàng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Công trình tiếp theo của chúng ta đó chính là chợ Bến Thành. Và công trình Việt Nam tiếp theo đó chính là tòa nhà Bitexco. Và tiếp theo đó chính là Dinh Độc Lập. Và công trình cuối cùng của chúng ta đó chính là Lăng Bác.